phê luôn. Hà lên cái khác cho mọi người nhé. Hôm nay Hà sẽ show cho mọi người coi cái set hoa hiên 2 tầng. Ngày hôm nay Hà mới có hàng để mọi người, để Hà giới thiệu với mọi người. Mấy đợt trước Hà về lần nào Hà cũng về một cái có hàng, một cái là trả cho khách hết luôn rồi. Cho nên là nó không có nhé cả nhà nhá, không có hàng. Cái set này á, giá của nó là 750 nha cả nhà nhá. Cái set hoa hiên này có cần phải bôi chống nắng khi dùng cushion không chị? Bình thường ấy thì là mình không cần nữa đâu. Bình thường mình không cần nữa đâu. Bình thường theo chị thấy là mình không cần bôi chống nắng nữa. Tại vì cushion đấy, cái độ chống nắng của nó đã quá cao rồi em. Trời ơi, cái set này khủng khiếp. Cái set này á, giá của công ty là 750 nha cả nhà nha. Hoàn lưu cao thì chưa có địch được nó luôn á. Hoàn lưu cao là chỉ có 600 mấy thôi cả nhà nhá. Cái này nó tới 750 lận set này. Cái này á, là cái hoa hiên. Nếu mọi người đã biết Hà bán hoa hiên nhiều rồi thì mọi người biết kem gói này, serum gói, serum bịch, tất cả các thứ nha cả nhà nha. Mọi người đã biết rồi nha cả nhà nha. Cái set của nó rất là tầm đặc với cái set này. Đó. Hà về một cái là khách là chốt 2-3 set một lượt luôn á, mua cho mình, mua cho cô, mua cho gì đấy luôn, xài luôn. Thật sự luôn á. Cái này thì nó đặc biệt một cái là mọi người biết nó được một cái là cái gì không? Da nào xài cũng được hết. Da nào xài cũng được hết. Càng khó càng nên xài nó, bởi vì cái này á nó là một cái dòng mà mọi người biết tại sao mà nó hay thường hay được kết hợp với lại mấy cái dòng kim cái giày á, nó là cái dạng tái sinh nha cả nhà nha. Nó tái tạo da cho mình và nó không có kén da cả nhà. Đến nói chung là ai xài cái này vào là cũng thấy cái da của mình đẹp hết. À, nói thật, cái này á, thì trên cái tầng đầu tiên này á, là nước hoa hồng và sữa dưỡng nha cả nhà nha. Và kem dưỡng nha cả nhà nha. Kem dưỡng. Và cái này nó là kem mắt nha cả nhà nha. Dòng hoa hiên thì mọi người biết rồi đấy, nó phải có kem mắt nha cả nhà nha. Đó. Cái này là full size hết nha cả nhà nha. Full size hết. Mấy cái này là full size hết. Bởi vì Hà bán á, một cái set sữa dưỡng này là đã 155 đồng. Mà cái cũ kem thì là nhỏ, là chỉ có hai cái chính này thôi nhá cả nhà nhá. Hai cái chính này thôi. Hai cái chính này và tặng thêm coi như là nước hoa hồng và sữa dưỡng là cái giống như là một cái set nhỏ của Hoa Hiên đấy cả nhà. 115 đồng. Còn cái set này thì nó như thế này và được kem dưỡng ở đây và được kem mắt ở đây luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, qua tới set dưới nhá cả nhà nhá. Đây. Mọi người nhìn cái set dưới của nó nhá. Đây. Dưới của nó là nó có một cái chai tinh chất này, là cái tinh chất nâng cơ da lip tinh nha. Đúng cái của nó này Hồng Vũ. Em hay hỏi chị là cái màu nâu này này, nhưng mà thật sự cái này á, nó đứt hàng lâu, khá là lâu, không còn cái gì nữa hết á. Mà hả, đấy cái chai này á, cái chai này của nó nha. Em biết không, cái chai này của nó bình thường chai của nó 30ml đó là cái chai full size của nó rồi nha em nhé. Cái chai này là chai full size của nó. Còn cái chai này á, thì mọi người biết rồi, nó là cái nước thần của Hoa Hiên, đúng không cả nhà? Chai này là chai nước thần của Hoa Hiên, không chạy đâu được hết. Còn cái chai này á, nó là cái chai serum nha cả nhà nha. Serum của Hoa Hiên nha cả nhà nha. Và ở đây nó là tặng, nó lại được thêm một cái chai serum lớn cho mình nữa luôn cả nhà. Một cái chai serum lớn và tặng thêm một cái chai serum nhỏ ở đây nữa và sữa rửa mặt của Hoa Hiên luôn nhé cả nhà nhé. Hà nói thật, cái set này á, nói chung lại á, thật sự mà nói á, cầm cái set này trên tay mới thấy là đúng thật, là cái dòng này nó thật sự, nếu mà mình cái set này thật sự là rất là thích nhé cả nhà nhé. Cái set này á, Hà đã bán với cái giá là 390 đồng nhé cả nhà nhé. 390 đồng cái set này. $395 chứ không gọi là 90 đồng nữa. Dạ chị, em ghi vào đây cho chị. Ngày mai em giao cho chị xin luôn nhá chị nhá. Em nhờ chị xin cầm luôn nhá. Ở đây á, mình vẫn có một cái hũ kem này cả nhà. Mình vẫn có một cái hũ kem này cả nhà. Đó, một cái hũ kem của Hoa Hiên. Mình đi đâu á, mình xài nó. Nước hoa hồng và sữa dưỡng cũng được tặng luôn nhá cả nhà nhá. Nước thần Hoa Hiên. Trong cái set này nó là khá nhiều đồ trong này. Thật sự.
Và cái này, những cái này nó là full size hết. Nếu mà mọi người tách xét lẻ ra thì mọi người mua đó, thì Hà nói thật luôn, nếu mà cộng lại thì với cái giá 300 mấy này mọi người sẽ không bao giờ mua được. Thật sự luôn. Nếu mà mình mua từng chai lẻ một, không bao giờ mua được. Cái này nó đã giá là 750 nha cả nhà nha. Hà bán là 300 mấy nha, thì cùng lắm nó chỉ bằng với cái giá của Hoàn Lưu Cao, mà Hoàn Lưu Cao giá chỉ có 600 mấy thôi, nhưng cái giá này 700 mấy, cái này chiết khấu còn nhiều hơn cả cái ấy. Em chào chị Vui. Đấy, cái này là em chiết khấu nhiều hơn là cái set Hoàn Lưu Cao luôn rồi đó cả nhà. Đấy. À đúng rồi, nếu mà Thủy Tạ mà nhìn thấy chị like cái set này á thì em thấy rồi nhá em nhá. Tại bữa hôm đó Thủy Tạ có hỏi chị á, là chị có cái set hoa hiên này không, thì chị nói là về đấy, nhưng mà đấy cũng chưa có nhận được hàng á. Đấy, cái set của nó đây nhá cả nhà nhá, 395 đồng một cái set như thế này luôn á. Mọi người tính lấy thì em có hàng sẵn ở đây á, thì em sẽ tính cho mọi người là 390 nhá cả nhà nhá, 390 set này, bởi vì cái set này nó là 750. Rồi, ok chưa cả nhà? Lâu lâu là phải lên show hàng để cho mọi người thấy chứ. Set này mà xài thì thôi. À nói thật luôn, mấy mình mà có mấy dạng như là cô mình hay gì mình này nọ kia đó, mà cứ một cái set này thôi là coi như là xài là, à nói thật luôn, xài một phát là êm luôn, là phê luôn. Hà nói thật, chưa bao giờ, nếu mà mọi người chưa bao giờ xài vào cái dòng này, nhưng mà mọi người xài vào với cái set này, mọi người Hà dám bảo đảm với mọi người luôn, xài êm luôn, xài êm ru luôn. Thật, không chạy đâu được hết cái set này. Wow, cái set này nặng quá. Bỏ nó ra đây một cái. Xong, đây, Hà có cái...